sau khi nghe chúng tôi giới thiệu về tác dụng của bài, cô gái các chị rất là hào hứng tập để có một cái hệ bạch huyết, hệ miễn nhiễm thật khỏe mạnh để tránh được các bệnh tật. Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu. Ngồi thẳng lưng, hai tay vươn lên tạo với vai góc 60 độ, gập 8 ngón, hai ngón cái duỗi thẳng. Có thể hơi khép cằm, nhắm mắt đặt tâm ý ở huyệt ấn đường, tức là ngay giữa hai lông mày của mình, và thở lửa. Ai không thở lửa được thì chuyển sang hít thở bụng. Vươn hai tay lên, ngón hai ngón cái chạm nhau, tám ngón còn lại duỗi thẳng, vươn thẳng hai cánh tay, hít như nín. Thở ra từ từ, hạ hai tay xuống. Hai tay bắt ấn để trên đầu gối, ngồi thẳng lưng. Cái động tác chúng ta tập bây giờ đây, nó đòi hỏi là mình phải chú ý đến cái lưỡi một chút. Mình thè lưỡi ra, cô anh chị nhìn tôi làm mẫu trước này, thè lưỡi ra này, thè lưỡi ra. Rồi sau đó mình cuộn cái lưỡi của mình vào như cái sâu kèn ấy, như cái lá mình gập vào. Và mình để cái lưỡi của mình ra ngoài như vậy. Xong rồi mình hít vào bằng lưỡi, sau khi hít xong rồi thì ngậm miệng, thở ra bằng mũi. Đấy, nói thì nó có vẻ hơi khó hiểu, nhưng bây giờ cô anh chị nhìn nhé, tôi sẽ làm này. Rồi tôi hít nào. Hít xong, ngậm miệng, thở ra bằng mũi. Hít này. Ngậm miệng. Cái lúc mà tôi cất lưỡi đi, tôi ngậm miệng vào, tức là tôi thở ra bằng mũi. Tôi làm lại một lần nữa rồi chúng ta cùng làm nhé. Thè lưỡi ra, cuốn lên này, hít vào này. Rồi, có phải chị biết cách làm chưa? Nếu mà chưa biết cách làm, thì chúng mình cứ từ từ mình học dần. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Thè lưỡi ra, cuốn, hít, sau đó ngậm miệng lại thở.
ta ngậm miệng lại, hít nhún nhín, thở ra. Cái động tác vừa rồi nó có tác dụng rất là tuyệt vời đối với những người mà hay bị nóng ở trong người, đặc biệt là vào ngày hè nóng bức. Khi mà mình thấy cái cơ thể mình nó nóng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì cô bác anh chị thở gọi là thở cuốn lưỡi vào như vừa rồi, thè ra này, ngậm vào thở vào mũi. Cô bác anh chị kiểm thở độ 4-5 phút như vậy thôi thì người mình nó mát đi rất nhiều. Hôm nào cô bác anh chị có điều kiện thì thử trải nghiệm cái tác dụng của cái kiểu thở này nhé. Rồi, chúng ta sang động tác tiếp theo. Tiếp theo đây cũng là một kỹ thuật tương đối mới mẻ. Nếu như từ trước đến nay chúng ta thường hít vào và thở ra nó liền một mạch, thì cái cách thở này, kể cả lúc hít và lúc thở, thì nó theo kiểu bậc thang, nó tương thành từng nấc 1, 2, 3, 4, 5 đấy. Chứ nó không phải hít một cái, thở ra một cái, mà mình hít, mình sẽ hít, 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 hít 5 lần, thở, 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 thở 5 lần. Thì tôi sẽ làm mẫu của anh chị cùng xem và lát nữa chúng ta làm nhé. Nhưng mà nhớ là chúng ta hít vào bằng mồm, thở ra bằng mũi. Khi cô bác anh chị tập ý, thì không cần phải hít to như tôi đâu. Nhưng bây giờ tôi cố tình hít thở to để cô bác anh chị nghe thấy mà biết cách làm thôi. Chứ là lúc tập không phải hít thở to như tôi nhé. Và cũng không phải thè lưỡi như kỹ thuật thở lúc trước nữa. Đơn giản là mình hít vào bằng mồm, thở bằng mũi chứ không cần phải thè lưỡi, không cần phải cuốn lưỡi. Các chị dùng cơ chưa? Hít vào bằng miệng 5 lần cách nhau 1, 2, 3, 4, 5, sau đó lại thở 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 thở, sau đó lại hít 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 nhá. Chúng ta cùng bắt đầu làm, có thể mở mắt, có thể nhắm mắt. Sau đó chúng ta ngậm miệng lại và hít chút nín, thở ra. Động tác này thì chúng ta đã rất quen thuộc từ bài Trường Xuân Công rồi. Đó là xoay tròn đầu quanh cổ. Thế do đó tôi sẽ không giải thích. Chúng ta cùng làm, buông lỏng vai gáy cổ ra. Xoay tròn, xoay bên nào trước cũng được. Chút nữa mình sẽ quay ngược lại. Gập xuống, thở ra, ngả sau, hít vào. Gập xuống, thở ra, ngả sau, hít vào, buông lỏng hết cỡ,
thư thái, thư giãn. Chúng ta quay ngược lại cũng với cái nhịp độ khoan thai, từ từ chậm rãi buông lỏng, gập xuống, thở ra, ngả sau, hít vào. Về vị trí thẳng, hít như nín, thở ra. Động tác tiếp theo là một động tác cực kỳ tốt cho cái xương sống của mình, đặc biệt là các cái đốt sống D và L4, L5. Chúng ta hai tay bám vào cái cẳng chân bên ngoài. Hít vào thì mình võng lưng ưỡn ngược về phía trước. Thở, khom lưng được về phía sau. Hít vào, võng lưng ưỡn ngược về phía trước. Thở, khom lưng được về phía sau. Các anh chị nhìn nhé, cái đầu của tôi này không gật lên, không gập xuống, không lắc trái, không lắc phải. Nhìn vào một điểm có thể nói là gần như cố định, cái đầu mình cũng cố định, không gật, không ngả, không ngả về phía sau, không gập về trước, không lắc trái lắc phải, và buông lỏng cái xương sống của mình ra nhé. Mình tập, mình thư giãn. Rồi, chúng ta bắt đầu. Hít. Thở. Hít. Thở, buông lỏng ra, mặt mũi tươi tỉnh lên, không lên gân, lên cốt. Hết sức nhẹ nhàng. Động tác này tập rất thư giãn, rất thoải mái. Lúc hít vào, cố gắng đưa ngực ra phía trước thật nhiều. Lúc thở ra, lại khom lưng ra phía sau thật nhiều. Mở rộng cái biên độ dao động cái ngực mình lúc về trước và lúc ra sau. Rồi về vị trí thẳng, thẳng lưng lên, hít như nín, thở ra. Động tác tiếp theo là động tác cực kỳ tốt cho cái vùng vai, gáy, cổ. Chúng ta đặt hai tay lên vai, ngón cái ở phía trên, chúng ta cái phần hõm của vai, bốn ngón còn lại phía trước. Chúng ta xoay tròn vai, nhé, xoay tròn vai từ sau ra trước, từ sau ra trước, xoay tròn. Và cái chiều hít thở của nó như sau: khi cùi chỏ chúng ta đưa lên cao thì chúng ta hít vào, và khi cùi chỏ hạ xuống thì thở ra. Các bạn nhìn này, hít thở, hít thở, hít thở. Nào chúng ta tập nhé, buông lỏng, buông lỏng, thư giãn. Những ai mà bị các chứng bệnh về vai, gáy, cổ thì tập động tác này sẽ rất thích. Như trong phần dẫn nhập chúng tôi đã thưa các anh chị rồi, để tập cho cái hệ bạch huyết ý, thì chúng ta sẽ phải vận động khá nhiều các vùng khớp, dù đó là khớp vai, khớp hông, khớp đầu gối, khớp cổ chân. Bài tập cho hệ bạch huyết này vận động rất nhiều ở các khu vực khớp. Và như vậy là ngoài cái chuyện mình làm mạnh cái hệ bạch huyết của mình lên, thì mình cũng lại làm có một cái cơ hội để mình tập cho các khớp của mình. Một công đôi ba việc.
Rồi bây giờ chúng ta quay theo chiều ngược lại. Cũng hít thở như thế, cùi chỏ lên thì hít, cùi chỏ xuống thì thở. Hít, thở, hít, thở, hít, thở, buông lỏng ra. Rồi bây giờ chúng ta dang hai bên, cùi chỏ sang hai bên, căng vai căng ngực, hít như nín. Thở ra, buông tay xuống. Động tác tiếp theo cũng là một động tác cực kỳ tốt cho xương sống và massage cho các cái cơ quan nội tạng của mình. Mình quay sang trái, mình ép thì mình sẽ massage cho dạ dày, cho lá lách. Quay sang phải thì mình sẽ massage cho khu vực gan mật. Hai tay của chúng ta giơ lên. Lưu ý là các cùi chỏ đừng thấp hơn vai, nhưng không cần đưa lên cao quá, nó ở khoảng ngang vai của mình. Hai cẳng tay dựng lên, hai cái ngón trỏ ngón cái bắt thành hai cái ấn để vào như thế này, và cố gắng là mình dang ra nhé. Cũng anh chị đừng để cái tay của mình nó thu về phía trước thế này, dang ra này, rồi dang ra này và ngồi thẳng lưng nhé. Bây giờ mình quay sang trái, mình sẽ hít, quay sang phải thở, mình quay chậm rãi vài vòng để lấy đà. Sau đó khi mà có đà rồi thì mình sẽ thể mở rộng góc quay, tăng tốc độ lên. Nhưng mà nhớ là dù quay chậm hay quay nhanh thì mình không được quên là sang trái thì mình hít, sang phải thì thở, trái hít phải thở, trái hít phải thở. Có thể mở mắt, có thể nhắm mắt. Rồi về vị trí chính giữa, hít như nín. Thở ra. Động tác tiếp theo, chúng ta sẽ duỗi hai chân về phía trước. Duỗi thẳng hai chân, hai bàn chân cách nhau khoảng một vai của mình hoặc hai bên một chút, nhưng không cần phải rộng hơn, bằng vai hoặc hai bên vai một chút. Hai tay đưa ra phía sau, hơi ngả người. Và cô anh chị, động tác này chúng ta sẽ tập rất là kỹ cho cái khớp mắt cá chân và 10 ngón chân của mình. Tôi sẽ làm mẫu của anh chị nhìn, rồi sau đó chúng ta cùng làm nhé. Tôi hít vào, tôi ngả đầu ra phía sau, đồng thời hai cổ chân của tôi duỗi hết cỡ về phía trước. Nhưng mà 5 ngón chân của tôi, các anh chị nhìn 5 ngón chân tôi này, nó dựng lên nhé. Đấy, nó dựng lên chứ nó không gập thế này. Đấy, cổ chân thì bẻ hết cỡ phía trước, 5 ngón chân dựng lên, đầu ngả sau hít. Sau đó tôi gập cổ lại thì tôi dựng hai cổ chân lên và gập 10 ngón chân lại. Xong lại ngả cổ, bẻ cổ chân về phía trước, dựng ngón chân lên hít. Thu cằm về sát ngực, dựng hai cổ chân lên, gập 10 ngón chân lại, thở ra nhá. Chúng ta làm nào, hít. Thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở.
thở, hít, thở, hít, thở. Cố anh chị lưu ý làm sao mà cái lúc mình hít đi này, là cái chân của mình nó phải căng hết ra, cổ chân bẻ này, cơ này, gân nó căng hết ra nha. Đấy, lúc mình co lại thì nó cũng lại bị thu lại và nó cũng căng cái chân của mình ra. Đấy, và cái mắt cá của chân của mình nó phải hoạt động thật tích cực nhé. Trong khi tôi giải thích thì các anh chị vẫn cứ làm nhé. Đấy, tôi sẽ cố gắng, tôi tận dụng thời gian của các anh chị, là trong lúc các anh chị tập thì tôi chú thích vào, tôi mở ngoặc để nói cho rõ, chứ không các anh chị không phải dừng lại để theo dõi tôi làm gì cả, cứ tập đi. Chúng ta tập tiếp. Rồi bây giờ cũng hệt như thế này, nhưng chúng ta thay đổi kiểu hít thở, ngả đầu ra sau, hít vào mồm, gập cổ về phía trước, thở ra mũi. Còn chân thì hệt như vậy, ngả đầu sau, hít mồm, gập cằm, thở mũi. Ngả đầu ra sau, ngậm miệng, hít như nín. Gập về trước, dựng cổ chân, gập ngón chân và thở ra. Chúng ta ngồi thẳng người dậy. Vẫn ở tư thế duỗi thẳng lưng, nhưng chúng ta khép hai chân lại, hai bàn chân chạm nhau. Cúi người về phía trước, dùng ba ngón tay nắm lấy hai ngón chân cái. Đấy, các bạn chị nhìn, nắm như thế này. Còn nếu như cái lưng của ai đó mà cứng quá, không nắm được vào ngón chân, thì sờ vào, nắm vào ống đồng ở bất kỳ chỗ nào, ở cái điểm nào mà mình, khả năng của mình có thể cúi được. Rồi, coi như là chúng ta, người thì nắm được vào ống ngón chân, người thì sờ vào ống đồng nhé, trong khả năng của mình. Và tư thế này, thẳng lưng. Mặc dù là người tôi không thẳng, lưng không khoảng 90 độ này, người tôi có một cái góc chéo, nhưng cái lưng nó vẫn thẳng. Hít này, và cúi xuống tôi thở ra. Lên hít, xuống thở. Không cần thiết là phải úp mặt sát vào ống đồng, các anh chị nhé. Lên hít, xuống thở. Và cái độ cúi của mình hoàn toàn nằm trong khả năng của mình. Đừng cố quá mà đau lưng. Là chúng ta bắt đầu nhé, thẳng lưng hít, xuống thở. Thẳng lưng, dướn thẳng lên, hít như nín. Thở ra. Bây giờ chúng ta cúi xuống
và cũng trong khả năng của mình. Nếu như cái lưng ai mềm thì có thể úp mặt lên ống đồng, còn lưng ai cứng thì có thể để cách ống đồng của mình một đoạn, không sao cả, tùy khả năng nhé. Cái này chúng ta tuyệt đối không được cố quá sức vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Sau này cô bác anh chị tập quen rồi thì lúc đó không muốn thì cái mặt mình nó vẫn cúi thấp xuống. Và nếu những ai có thể thì bây giờ đan 10 ngón tay vào, quàng qua hai chân và gập mặt xuống, nằm hít thở bụng. Rồi chúng ta từ từ ngồi thẳng dậy. Động tác tiếp theo cũng là một cái tư thế cực kỳ quen thuộc đối với những cô bác anh chị đã tập yoga. Đây chính là cái asana con bướm. Động tác này nó có tác dụng rất tốt đối với vùng chậu của mình, cái đáy chậu của mình. Nó đưa khí huyết xuống cái vùng chậu. Đấy, mà khi mà cái vùng chậu của mình nó đạt được đảm bảo khí huyết ý, thì nó rất tốt. Đầu tiên là chúng ta phải kể đến là cái tác dụng của nó đối với cái khu vực, cái cơ quan sinh dục của cả nam lẫn nữ. Và nó cũng cải thiện đáng kể cái khả năng tình dục, bởi vì khi khí huyết nó dồn về vùng chậu nó rất tốt. Để đạt được động tác này, cô bên chị cố gắng kéo hai cái gót sát nhất vào cơ thể mình, phần dưới cơ thể mình trong khả năng. Đấy. Nếu những ai mà cứng quá thì để thế này, còn những ai mềm hơn thì cố gắng kéo sát nó vào. Đấy. Áp hai bàn chân vào nhau, hai bàn tay mình giữ, và bây giờ mình sẽ vẫy cái đùi của mình nhé, vẫy cái đùi của mình lên xuống. Thế còn những cô bác anh chị nào mà không kéo được vào thì chấp nhận làm cho khả năng cái có thể để xa nhé. Đấy, cô bác anh chị nhớ vẫy như cánh bướm nó chập chờn ấy, ngồi mà động tác này này rất nhiều người tập sai, là cái lưng nó cứ cong xuống thế này là sai, phải ngồi thẳng, vươn thẳng lên, cái vùng chậu của mình nó phải căng ra, đùi mình vẫy lên vẫy xuống như hai cánh bướm. Mình chỉ có căng cái vùng chậu thôi nhá, căng vùng chậu thôi chứ còn cái mặt đừng có căng thẳng quá, mềm mại ra, cười tươi lên. Vừa tập vừa nghĩ mình là một con bướm đang bay. Rồi, bây giờ mình đè hai chân sát đất, dướn thẳng lưng lên, hít như nín. Thở ra. Tiếp theo này, tư thế này, mình thẳng lưng thì mình hít, cúi xuống thì mình thở ra. Và cũng như cái động tác vừa nãy, chúng ta cúi xuống trong khả năng của mình. Cô bác anh chị tuyệt đối không được cố quá. Nào, thẳng lưng hít, cúi xuống thở. Chúng tôi xin lưu ý, những người
bị tiền đình. Rất cẩn thận khi tập những cái động tác đòi hỏi phải cúi xuống ngẩng lên, bởi vì những người bị tiền đình rất dễ bị chóng mặt khi tập động tác này. Do đó, tuyệt đối không được tập với tốc độ nhanh như là người có sức khỏe tốt. Những người tiền đình tập chậm rãi, từ từ, cúi xuống thở ra từ từ, ngẩng lên hít vào từ từ, cúi xuống thở ra từ từ, ngẩng lên hít vào từ từ. Những người tiền đình lưu ý. Thế còn những người sức khỏe tốt thì có thể tập tốc độ nhanh hơn, phụ thuộc vào, tùy thuộc vào cái khả năng của mình. Rồi, thẳng lưng đè hai cánh tay sát đất, dưỡng thẳng cái lưng của mình, mặc dù nghiêng nhưng vẫn phải thẳng, hít như nín. Thở ra, và bây giờ chúng ta từ từ nằm xuống, chạm được đến đâu thì chạm, không cố quá. Buông lỏng, nằm ở tư thế này. Rồi chúng ta từ từ ngẩng lên. Từ tư thế chân đang bị banh ra trong tư thế con bướm này, chúng ta nâng hai đầu gối lên. Nâng hai đầu gối lên, áp sát hai đầu gối, hai ống đồng vào nhau. Hai tay ôm hai ống đồng. Và bây giờ chúng ta dựng cái cổ chân lên sao cho chỉ có gót chân là chạm đất. Chúng ta bẻ hết cỡ nhé, bẻ hết cỡ, kéo hết cỡ cái cổ chân lên lúc này, khiến cho hai cái chân mình nó căng nhé. Và ngồi ở tư thế này, hai đùi áp sát vào bụng và ngực mình, và chúng ta hít thở bụng, hít vào thấy cái bụng mình phồng lên, thở ra hóp lại, hít vào phồng lên, thở ra hóp lại, rất thư giãn. Nhưng nhớ là dựng hai cổ chân lên, khiến cho hai cái chân của mình nó căng ra. Cô anh chị lưu ý nhé, lúc này là chỉ có mỗi hai cái cổ chân của mình, hai cái ống đồng của mình nó căng thôi. Dựng lên là sao cho thật căng, chứ còn người mình không căng đâu. Người mình mềm lỏng, thư giãn. Khi hít vào mình thấy cái bụng của mình nó phồng lên, áp vào đùi. Đây cũng là một cái động tác có tính chất massage rất tốt cho khu vực bụng, bụng dưới của mình. Rồi khi mà thấy cái cổ chân nó có hiện tượng hơi mỏi mỏi ấy, thì cũng là lúc hết động tác này. Chúng ta hít, hóp bụng dưới, nhíu hậu môn và nín hơi. Thở ra, hạ cổ chân xuống. Sau này khi các anh chị tập quen rồi mà tập ở nhà một mình nhé, thì động tác này có thể kéo dài 3-4 phút cũng được. Thế còn vừa rồi thì chúng ta tập với nhau là 1 phút. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ hạ hai chân xuống, ngồi cắt kéo. Vươn thẳng hai cánh tay về phía trước. Hai cánh tay song song mặt đất, cổ tay dựng lên. Đấy, trong võ thuật nó gọi là tay trưởng đấy này. Đấy, dựng hai cái cổ tay lên. Và động tác này thì sau này nếu các anh chị tập tốt rồi, có thể nhắm mắt lại, đặt tâm ý ở huyệt ấn đường giữa hai lông mày. Và chúng ta chỉ làm một cái nhiệm vụ rất giản dị thôi, là dựng cổ tay trái, quay cổ tay phải, quay từ trong ra ngoài nhé. Đây này, bên này là trong, bên này là ngoài này, quay từ trong ra ngoài. Chứ nếu mà quay từ ngoài vào trong này là không được nhé, quay từ trong ra ngoài. Và chỉ có mỗi
Nhiệm vụ là ngồi quay cổ tay. Nào, chúng ta bắt đầu. Hít thở tự do nhé. Tôi cũng xin lưu ý là nếu như chúng tôi không nói gì về hơi thở, có nghĩa là chúng ta hít thở tự do. Còn nếu như cần thiết, hơi thở nó phải đi cùng với động tác thì bao giờ chúng tôi cũng nói rất rõ. Và tôi lưu ý là khi quay cái tay như thế này này, thì tay của mình phải thẳng. Chứ còn có một số người quay mà đảo cả vai, cả khuỷu tay thế này là không đạt yêu cầu nhé. Cánh tay gần như là cố định, chúng ta chỉ quay mỗi cổ tay. Cô bạn chị quay một lát thì thấy là mình quay cổ tay, nhưng mà cái vai của mình nó lại nóng. Quay cổ tay, nhưng cái khớp vai của mình nó rất nóng, nó rất căng. Sau này quen rồi chúng ta nhắm mắt vào, ngồi quay cổ tay. Rồi, chúng ta dựng cổ tay phải lên và bây giờ chuyển sang làm tương tự như vậy với cổ tay bên trái, cũng quay từ trong ra ngoài. Rồi, dựng tay trái lên, căng tay ra, bẻ ngược cái hai cái bàn tay về phía cơ thể mình, căng hết cái tay của mình ra, hít như nín. Thở ra, từ từ hạ xuống. Tôi biết là lúc này có rất nhiều cô bác anh chị cảm thấy hai cái tay mình nó mỏi rã rời. Nhưng như vậy rất là tốt nhé. Cái hệ bạch huyết, tức là cái dung dịch nó chảy giữa các cái gân, các khớp và các cái mô của mình. Do đó mình phải vận động cái khớp của mình tối đa để thúc đẩy cái quá trình luân chuyển của hệ bạch huyết và làm sạch nó, làm mạnh nó. Chúng ta giang hai tay sang hai bên ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía trước. Và từ tư thế này chúng ta vỗ mạnh
hai tay nhưng không để bàn tay chạm nhau, tức là dừng lại trước khi nó chạm nhau cách khoảng độ 10 cm nhé. Thì giang ra thế này thì hít, vỗ tay vào thì thở, giang ra hít, vỗ tay vào thì thở, giang ra hít, vỗ tay thì thở. Cố anh chị nếu chưa làm được mạnh thì cứ làm từ từ cũng được, sau đó mạnh dần và nhanh dần lên. Nào chúng ta làm nhé. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Đưa hai tay về phía trước, hai bàn tay cách nhau khoảng độ 10 cm, hít như nín, thở ra. Và cũng ở tư thế này, hai bàn tay cách nhau độ 10 cm, thì bây giờ chúng ta sẽ vỗ liên tục hai bàn tay chạm nhau. Và cái kỹ thuật thở trong cái động tác này sẽ là thở lửa. Cô anh chị lưu ý, trong suốt cái quá trình này, vì mình là thở lửa, cho nên là không phải nghĩ xem là tay lúc nào vỗ, lúc nào giang ra, lúc nào hít vào, xem nó có trùng với thở hay không. Bởi vì thở lửa bao giờ cũng độc lập với các động tác. Và cái cánh tay luôn thẳng, ai mà để đây là sai nhá, đây là sai, thẳng ra. Nó hơi mỏi tay một chút, nếu mỏi thì mình nghỉ, tập ít cũng được, nhưng phải tập đúng. Rồi, hít như nín, thở ra, hạ hai tay xuống. Cô bác anh chị mỏi vai, mỏi tay rồi chứ gì, cố nhá, đừng có nản. Mình tập, nó lúc mình tập nó có mỏi, thậm chí nó hơi đau một chút, nhưng để sau này mình không bao giờ đau, không bao giờ mỏi.
không ốm đau bệnh tật nữa, để chúng ta cùng cố gắng. Bây giờ chúng ta vươn hai cánh tay về phía trước, song song mặt đất, song song mặt đất, khoảng cách ra bàn tay rộng bằng vai. Bây giờ mình sẽ làm như sau: dựng hai cổ tay lên thì hít vào, cụp hai cổ tay xuống thì thở ra, lên thì hít, cụp xuống thì thở. Nhưng có điều lúc lên hít thì mình làm một lèo là xong, nhưng lúc thở thì mình có qua một cái khâu trung gian là hạ tay xuống ngang đây mới gặp này. Đấy, hít thì lên một cái, nhưng mà xuống thì lại qua nằm ngang cái rồi mới cụp này, hít này, ngang cụp, hít ngang cụp, hít ngang cụp, hít ngang cụp, hít thở, hít thở, hít thở. Cô bác anh chị rõ chưa? Làm nào. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Dựng hai bàn tay lên, hít như nín. Thở ra, rồi hạ tay xuống, vẩy tay một tí, không thì tôi biết là nhiều người là có cảm giác là không nhấc được tay lên rồi. Vẩy tay một tí. Động tác tiếp theo dễ chịu hơn rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dang hai tay sang ngang vai, úp bàn tay xuống, ngồi thẳng lưng nhá. Rồi, bây giờ tư thế này, chúng ta hơi ngả ra sau thì hít. Ngả về phía trước thì thở, ngả ra sau thì hít, ngả về phía trước thì thở. Ngả ra sau và ngả về phía trước như thế nào, cái góc độ nó ra sao thì tùy thuộc vào khả năng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải giữ lưng thẳng, chứ đừng có ham là ngả về phía trước nhiều quá mà cúi thấp thế này, hạ tay xuống, cái này là sai nha. Dù là ra sau hay về trước thì cái người mình nó, cái lưng mình vẫn phải thẳng. Đấy, sức ai được tới đâu thì làm tới đó. Miễn là cái chiều hít thở là phải ra sau, hít về trước thở.
Rồi về vị trí thẳng, dang hai tay hết cỡ ra, hít như nín. Thở ra, từ từ hạ tay xuống. Động tác tiếp theo nhẹ nhàng hơn mấy động tác vừa rồi, nhẹ hơn rất nhiều. Chúng ta đan 10 ngón tay vào nhau theo kiểu nam nữ nhé. Nam nữ, đan tay nam nữ là sao? Là 10 ngón tay mình đan. Tay của đàn ông thì đan làm sao cho ngón cái của bàn tay phải. Đây có anh chị nhìn này, nhìn kỹ hai ngón tay tôi này. Đàn ông đan làm sao cho ngón cái của bàn tay phải nó ở phía ngoài, hay là gọi là phía trên cũng được, ngoài cũng được. Còn đàn bà đan sao cho ngón cái của bàn tay trái nó ở phía ngoài nhá. Đấy, thì mình đan tay như vậy. Và mình vươn hai tay lên trên đầu nhưng không vươn thẳng, không vươn thẳng. Hơi khuỵu tay xuống sao cho hai bàn tay nó cách cái huyệt bách hội là cái trên đỉnh đầu mình khoảng một gang nhá. Gang là gang của mình đấy. Đấy, rồi. Và giữ cái tay ở tư thế này. Rồi. Và cố gắng đừng để cái tay nó sệ đây, nó ngay trên huyệt bách hội. Và ngồi thẳng lưng, quay sang trái, hít sang phải thở. Trái hít phải thở. Trái hít phải thở, rất đơn giản. Quay chậm, sau đó tăng, khi đã quen rồi, tăng dần tốc độ mở rộng vòng quay ra. Nhưng mà chiều hít thở không thay đổi nhá. Trái hít phải thở, trái hít phải thở. Về chính giữa, hít như nín. Thở ra, hạ hai tay xuống. Động tác tiếp theo, chúng ta vươn hai tay về phía trước. Nhưng không phải là lật cổ tay nữa đâu nhé. Tôi thấy nhiều người mặt mũi xanh xám ra vì sợ rồi. Không, không phải lật cổ tay đâu. Vươn hai tay về trước. Và bây giờ động tác này, nó giản dị vô cùng. Chúng ta chỉ đưa tay trái lên, hạ tay phải xuống. Sau đó lại đưa tay phải lên, hạ tay trái xuống. Thì cái khẩu độ của hai tay nó chéo chéo chắc là khoảng độ 45 độ gì so với vai lúc lên và lúc xuống cái này thôi, chứ không cần phải đưa quá cao cái này nhé. Đấy, cái vai của mình nó đây thì nó khoảng độ 45 độ lên và xuống cũng vậy nhé các anh chị nhé, khoảng độ như thế nào. Và cách thở là thở lửa nhé, chứ không phải chú ý gì vào động tác tay cả, vì thở lửa bao giờ nó cũng độc lập. Là chúng ta bắt đầu làm.
vươn hai tay về vị trí ban đầu, song song mặt đất, ngang vai, hít như nín. Thở ra. Động tác tiếp theo là một động tác mà ai cũng thích, đó là nằm xuống và nghỉ ngơi, nhưng không phải nằm ngửa mà chúng ta sẽ nằm quỳ. Trong yoga, cái tư thế này gọi là tư em bé nhé, ngồi quỳ thế này và nằm úp mặt xuống, vươn hai tay về phía trước, buông lỏng, thư giãn. Nếu như ai đó mà cái phần hông, phần lưng này nó cứng quá, khiến cái mông của mình nó bị cao lên thế này, thì cũng không có vấn đề gì mà phải nghĩ ngợi cả. Sau này khi mà cái lưng mình nó mềm, cái hông mình nó mềm ra, thì mình sẽ cố gắng là chạm được hai cái mông của mình này và hai gót của mình. Thế còn đầu tiên nó cứng mà nó nhấc lên thì cũng đừng có lấy thế làm buồn phiền nhé. Nằm xuống, buông lỏng, thư giãn. Rồi, sau khi đã thưởng cho mình 2 phút nằm thư giãn, thì chúng ta chống tay và từ từ ngẩng mặt lên. Từ tư thế ngồi quỳ, động tác tiếp theo của chúng ta sẽ là lại đan 10 ngón tay vào nhau theo kiểu nam nữ. Áp hai bàn tay vào gáy, và cô anh chị nhớ là phải căng hai cái khuỷu tay của mình ra, vai ngực căng ra, chứ không được để khuỷu tay chạy về phía trước này nhé. Rồi, ở tư thế này rất đơn giản, chúng ta đang từ tư thế ngồi quỳ, chúng ta nhõm lên thành tư thế quỳ đứng, hít vào, ngồi xuống thì thở ra, lên hít, xuống thở, làm nhịp nhàng, không cần phải quá nhanh.
quỳ đứng, hít như nín. Ngồi quỳ, thở ra, buông tay xuống. Động tác tiếp theo, chúng ta sẽ tập trong tư thế nằm. Cô bác anh chị cùng nằm xuống với chúng tôi. Nào, nằm ngửa. Nằm ngửa. Hai tay duỗi dọc theo cơ thể, úp bàn tay xuống. Hai chân khép lại. Và từ tư thế này, chúng ta chỉ có việc co hai chân lên sát vào bụng, hít. Sau đó đạp thẳng ra thở. Lưu ý là lúc mình đạp ra, hai cái gót chân của mình như này, coi nhìn này, nó cách mặt đất khoảng độ một gang, cùng lắm là hơn một gang, gang rưỡi gì đó, chứ không đưa lên cao vót thế này nhá. Nhưng cũng không chạm đất. Đấy. Nó cách mặt đất khoảng độ 20 cm là đạp rồi, hoặc cộng trừ một vài phân đi. Nào, rồi chúng ta bắt đầu nhá. Co vào, ép sát và hít, đạp ra thở. Nhớ là đạp ra thì thở, co vào thì hít. Động tác này vận động rất nhiều cho khu vực ổ bụng, đặc biệt là khu vực bụng dưới của mình. Chị em mà chịu khó tập bài này thì vừa khỏe mà vừa đẹp. Bụng nó săn, thon, mông săn. Trong khí công Himalaya và nhìn chung là như một tập luyện khác, ở như một tập luyện khác,